Bạn đang đến với kênh YouTube Báo Vietnamnet. Hãy cùng chúng tôi điểm qua những tin chính đáng chú ý. Ngày 25 tháng 10, chiến dịch tranh cử của ông Donald Trump đã đưa ra tuyên bố với thái độ chế nhạo để phản hồi lại sau khi mà cựu ngoại trưởng Hillary Clinton cáo buộc ông tái hiện một cuộc meeting khét tiếng của Đức Quốc xã với sự kiện vận động của ông chỉ vài ngày trước bầu cử Mỹ. Trả lời phỏng vấn trên CNN ngày 24 tháng 10, bà Hillary Clinton đã liên hệ cuộc meeting tranh cử sắp tới của ông Trump tại đấu trường Madison Square Garden với cuộc biểu tình khét tiếng của Đức Quốc xã diễn ra tại đây vào năm 1939. Thư ký báo chí quốc gia của chiến dịch tranh cử của ông Trump, Caroline Levitt, cho biết Hillary Clinton đã quá bối rối vì hội chứng rối loạn chống Trump kéo dài 8 năm của bà, đến nỗi bà quên mất rằng bà đã tổ chức một sự kiện tại Madison Square Garden khi bà còn là thượng nghị sĩ, và chồng bà là ông Bill Clinton đã chấp nhận đề cử của Đảng Dân Chủ tại đó. Bỏ qua sự đạo đức giả của bà, lời lẽ của Hillary về một nửa đất nước thật kinh tởm. Cuộc meeting của ông Trump tại Madison Square Garden ở thành phố New York được lên lịch vào ngày 27 tháng 10, chỉ 9 ngày trước ngày bầu cử. Các quan chức chiến dịch tranh cử của ông Trump đang mong đợi lượng người tham dự đông đảo và họ cho biết họ đang bổ sung thêm một số chỗ rất lớn. Bà Bill Clinton nói với phóng viên Kalan Collins của CNN vào tối ngày 24 tháng 10 rằng một điều khác mà bạn sẽ thấy vào tuần tới, Kalan, là Trump thực sự tái hiện cuộc biểu tình tại Madison Square Garden vào năm 1939. Tôi đã viết về điều này trong cuốn sách của mình. Tổng thống Franklin Roosevelt đã kinh hoàng khi thấy những người theo chủ nghĩa tân quốc xã, phát xít ở Mỹ, xếp hàng để về cơ bản cam kết ủng hộ loại chính phủ mà họ đang thấy ở Đức. Vì vậy, tôi không nghĩ chúng ta có thể bỏ qua điều đó. Bà Clinton cảnh báo cử tri hãy mở mắt ra để thấy mối nguy hiểm mà người đàn ông này, tức là ứng cử viên Donald Trump, gây ra cho đất nước của chúng ta. Bởi vì tôi nghĩ rằng điều đó rõ ràng và hiện hữu đối với bất kỳ ai chú ý. Ngay trước đó, bà Clinton nói với Collins rằng bà đồng ý với cả Phó Tổng thống Kamala Harris và cựu tránh văn phòng của ông Trump, tướng John Kelly, những người đều gọi ông Trump là phát xít. Trong bình luận trên New York Times ngày 23 tháng 7, cựu ngoại trưởng của Mỹ Hillary Clinton đã bày tỏ sự ủng hộ đối với Phó Tổng thống Kamala Harris sau khi bà Harris tuyên bố sẽ tranh cử với tư cách ứng viên Tổng thống Đảng Dân Chủ. Bà Clinton, cựu ứng viên Tổng thống của Mỹ, cho rằng bà Harris là một cựu công tố viên hiểu biết và Phó Tổng thống thành công, người có thể đưa ra một tầm nhìn thống nhất đầy hy vọng cho người dân của Mỹ. Bà ấy tài năng, giàu kinh nghiệm và sẵn sàng làm Tổng thống. Tôi biết bà ấy có thể đánh bại Donald Trump. Ông Donald Trump đã bắt đầu chiến dịch tranh cử năm 2024 bằng cách cho cử tri xem trước nhiệm kỳ thứ hai sẽ thế nào nếu ông đắc cử. Cựu Tổng thống Donald Trump đưa ra 14 lời hứa trong chiến dịch tranh cử, nhưng đa phần khá mơ hồ và thiếu cụ thể. Trấn áp băng đảng ma túy. Các băng đảng ma túy đang gây chiến với Mỹ và bây giờ là lúc Mỹ trấn áp các băng đảng, cựu Tổng thống Donald Trump nói trong một video vận động tranh cử vào tháng 1 năm 2023. Nếu đắc cử, ông Trump cho biết sẽ yêu cầu Quốc hội đảm bảo rằng những kẻ buôn lậu ma túy và buôn người có thể nhận án tử hình vì những hành vi tàn ác. Cựu Tổng thống hứa sẽ triệt phá các băng đảng ma túy bằng cách áp đặt lệnh cấm vận, cắt đứt quyền tiếp cận của các băng đảng với hệ thống tài chính toàn cầu. Trung Quốc. Khi tôi trở thành Tổng thống, tôi sẽ đảm bảo rằng tương lai của nước Mỹ nằm trong tay người Mỹ, giống như tôi đã làm khi còn là Tổng thống trước đây, ông Trump nói trong một video vận động tranh cử. Ông Trump tuyên bố sẽ hạn chế quyền sở hữu của Trung Quốc đối với các cơ sở hạ tầng của Mỹ như năng lượng, công nghệ, viễn thông và tài nguyên thiên nhiên. Cựu Tổng thống cho biết ông sẽ buộc người Trung Quốc bán các cổ phần có thể gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia. Ông Trump nói, an ninh kinh tế là an ninh quốc gia. Đối ngoại. Ngay sau khi tôi đắc cử Tổng thống, tôi sẽ giải quyết cuộc chiến giữa Nga và Ukraine, ông Trump nói tại một sự kiện vận động tranh cử ở New Hampshire.
Cựu Tổng thống cho biết ông sẽ mất không quá một ngày để giải quyết cuộc chiến nếu đắc cử, song ông không đưa ra chi tiết nào về cách chấm dứt xung đột ở Ukraine. Giáo dục. Khi tôi trở thành Tổng thống, tôi sẽ giao trách nhiệm cho phụ huynh và khiến lời nói của họ có trọng lượng. Ông Trump nói trong một video vận động tranh cử vào tháng 1 năm 2023. Cựu Tổng thống cho biết sẽ ưu tiên tài trợ và tạo điều kiện đối với các trường học cho phép phụ huynh bầu chọn hiệu trưởng bãi bỏ nhiệm kỳ giáo viên. Thương mại. Theo đạo luật thương mại do ông Trump đề xuất, cựu Tổng thống cho biết nếu các quốc gia khác áp đặt thuế quan với hàng hóa Mỹ, Washington cũng sẽ áp dụng thuế quan trả đũa. Là một phần trong chiến lược lớn hơn nhằm mang việc làm trở lại Mỹ, ông Trump nói sẽ thực hiện chương trình nghị sự thương mại nước Mỹ trên hết nếu đắc cử. Kinh tế. Khi tôi chiến thắng, chúng ta sẽ xây dựng nền kinh tế vĩ đại nhất từ trước đến nay, ông Trump nói trong thông báo tranh cử vào tháng 11 năm 2022. Tuy nhiên, ông không đưa ra các đề xuất chính sách cụ thể hoặc giải thích cách ông sẽ cải thiện nền kinh tế. Miền đất hứa. Ông Trump đã nói trong nhiều video vận động tranh cử rằng ông sẽ dẫn đầu trong việc xây dựng các thành phố tự do để mở lại cửa biên giới và mang đến cho các gia đình cơ hội mới để sở hữu nhà ở. Cựu Tổng thống nói rằng các thành phố tự do sẽ mang lại hy vọng cho các ngành sản xuất, những cơ hội kinh tế và các ngành công nghiệp mới với mức sống hợp túi tiền của người dân. Cải cách chính phủ. Ông Trump hứa sẽ sa thải các quan chức không qua bầu cử và các lực lượng đã vũ khí hóa hệ thống tư pháp. Ông nói sẽ đề xuất sửa đổi hiến pháp về giới hạn nhiệm kỳ đối với các thành viên của Quốc hội. Tội phạm. Ông Trump nói trong hai video vận động tranh cử vào tháng 2 rằng nếu các công tố viên từ chối buộc tội những kẻ tội phạm bạo lực thì ông sẽ không ngần ngại cử cơ quan thực thi pháp luật liên bang đến để khôi phục hòa bình và an ninh công cộng. Giới tính. Trong một đoạn video vận động tranh cử, ông Trump nói sẽ ban hành lệnh hành pháp, chỉ đạo cơ quan liên bang ngừng các chương trình thúc đẩy chuyển đổi giới tính, đồng thời ông yêu cầu Quốc hội ngừng sử dụng tiền để thúc đẩy và chi trả cho các thủ tục chuyển giới. Công bằng. Tôi sẽ thành lập một nhóm đặc biệt để nhanh chóng xem xét mọi hành động do các cơ quan liên bang thực hiện theo chương trình nghị sự về công bằng của ông Biden. Chúng tôi sẽ đảo ngược gần như tất cả, ông Trump nói trong một video vận động tranh cử. Ông Trump cho biết nếu đắc cử sẽ khôi phục sắc lệnh hành pháp năm 2020 của ông, cấm định kiến chủng tộc và giới tính trong chính phủ liên bang. Kiểm duyệt thông tin. Khi tôi trở thành Tổng thống, toàn bộ hệ thống kiểm duyệt và kiểm soát thông tin hiện tại sẽ bị loại khỏi hệ thống nói chung, ông Trump nói trong một video hồi tháng 1. Ông sẽ giao nhiệm vụ cho Bộ Tư pháp điều tra và truy tố chế độ kiểm duyệt trực tuyến, cấm các cơ quan liên bang thông đồng, kiểm duyệt công dân. Ông tuyên bố sẽ có các biện pháp mạnh tay với thông tin sai lệch. Tu chính án thứ hai. Tôi sẽ bãi bỏ sắc lệnh hành pháp của Tổng thống Biden về chỉ đạo chính phủ liên bang nhắm vào ngành công nghiệp vũ khí ngay trong ngày đầu tiên, ông Trump nói tại diễn đàn lãnh đạo Viện Hành động Lập pháp vào tháng 4. Cựu Tổng thống hứa trong bài phát biểu rằng chính phủ sẽ không vi phạm các quyền của công dân trong tu chính án thứ hai, đồng thời ông sẽ thúc đẩy Quốc hội thông qua một thỏa thuận có đi có lại. Dược phẩm. Ông Trump tuyên bố trong một đoạn video vận động tranh cử vào tháng 6 rằng ông sẽ khôi phục sắc lệnh hành pháp trước đó để đảm bảo rằng chính phủ Mỹ sẽ trả tiền cho dược phẩm với mức tương tự như các nước phát triển. Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin của báo Vietnamnet. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.